Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Văn hóa toàn cảnh. Thưa quý vị, vừa qua tại Gallerici, một trong những tòa nhà cổ nhất của thành phố Milan, Italy, nơi đã từng diễn ra nhiều cuộc trình diễn thời trang của các hãng danh tiếng như Versace hay Ferragamo, những người mẫu Việt Nam và Italy đã làm người xem trầm trồ thán phục vì vẻ đẹp và sự hấp dẫn của những bộ áo dài truyền thống Việt Nam và sau đó là trang phục dạ hội theo chủ đề Mùa thu Milan trong bộ sưu tập của nhà thiết kế Hoàng Hải. Dinh Clerici, trung tâm Milan, Italia. Những poster cho một sự kiện văn hóa lớn, trong một không gian văn hóa quan trọng ở thủ đô thời trang của nước Ý. Những người mẫu này đang hóa trang để chuẩn bị cho một buổi trình diễn thời trang sắp sửa diễn ra. Họ còn rất trẻ, đa phần đến từ Việt Nam, nhưng cũng có một số người mẫu Italia. Họ có vẻ rất háo hức cho buổi trình diễn này. Họ là những người mẫu sẽ trình diễn bộ sưu tập của nhà tạo mẫu Hoàng Hải, một nhà thiết kế trẻ đầy triển vọng của ngành tạo mốt Việt Nam. Hôm nay, anh đưa bộ sưu tập và những người mẫu của mình đến Milan để tham gia vào những ngày Việt Nam đang diễn ra tại Trung tâm Tài chính và Thương mại lớn nhất nước Ý nhân kỷ niệm 40 năm ngày Việt Nam và Italia thiết lập quan hệ ngoại giao. Điều đầu tiên mình đặt tên cho bộ sưu tập là Mùa thu Milan. Nó cũng có những cái ý nghĩa rất là sâu xa. Vì là mùa thu, mình có cảm nhận là mùa thu Milan, mùa thu của châu Âu, nó cũng tương đồng với mùa thu Hà Nội, rất là đẹp, lãng mạn. Thực sự thì cái thời trang Việt Nam nó được tiếp cận với thời trang thế giới cũng chỉ trong một thời gian ngắn gần đây thôi. Thế nhưng bên cạnh những cái bước tiến của thời trang thế giới thì thời trang Việt Nam cũng đang dần dần có được cái sự chuyển mình cũng như cái sự hòa nhập với thời trang thế giới bằng cách là trong cái những cái thời gian gần đây, đặc biệt là trong khoảng từ 3 đến 5 năm gần đây thì các nhà thiết kế Việt Nam cũng đã có cơ hội được tiếp cận và có rất là nhiều show trình diễn bên cạnh các nhà thiết kế danh tiếng của thế giới. Trình diễn thời trang Việt Nam trên đất Milan, kinh đô của thời trang nước Ý là một ý tưởng độc đáo và táo bạo, nhưng cũng cho thấy tiềm năng vươn ra thế giới nếu chúng ta biết tận dụng những cơ hội giao lưu này để không chỉ quảng bá ngành thời trang Việt Nam mà còn cả hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Cuộc trình diễn thời trang này nằm trong những ngày Việt Nam ở Milan, một chương trình văn hóa gồm nhiều sự kiện, từ triển lãm tranh của các họa sĩ Việt Nam, biểu diễn Vogue Việt Nam, trưng bày các bộ áo dài, cùng các hội thảo về lịch sử, kinh tế và cơ hội đầu tư. Những ngày Việt Nam ở Milan sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 11 tới đây. Sau thành công của cuộc triển lãm năm 2012, triển lãm Nhân Sâm Hàn Quốc 2013 sẽ trở lại Việt Nam và diễn ra tại Hà Nội từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 11. Triển lãm lần này do 3 đơn vị gồm đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc, tỉnh Trung Chương Nam Đô và Kensan Gun cùng Đài truyền hình quốc gia MBC Hàn Quốc đồng tổ chức tại Trung tâm Thương mại The Garden dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam và Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế. Trong thời gian diễn ra triển lãm, khách tham quan sẽ được thưởng thức miễn phí đồ ăn từ nhân sâm, được tư vấn và khám bệnh miễn phí, được xem các màn biểu diễn nhảy K-pop, biểu diễn nhạc Hàn Quốc. Đặc biệt tại đây, khách tham quan còn có cơ hội được hiểu thêm về nhân sâm Hàn Quốc, tác dụng của nhân sâm đối với sức khỏe con người cũng như cách phân biệt nhân sâm thật đến từ Hàn Quốc.